Dạ, con tên Mỹ Duyên, học ở trường Lê Thị Mỹ Duyên, học ở trường Trung học cơ sở Trung An. Con thấy năm nay đề cũng tạm ổn, ngữ văn không có khó gì mấy. Chứ còn anh văn thì có phim phần mới mà con làm thấy cũng được. Dạ, còn toán hôm nay thì cũng tạm ổn, không có khó quá mức của tụi con. Những cái bài thi hôm nay có nằm trong cái chương trình đã học hay không? Có những câu nào khó hay phân loại thì đánh dấu trên hay không? Dạ, theo con thì chắc là không đâu. Thôi không ổn. Về cái đề thi ngữ văn có một cái câu mà để theo gợi ý theo cái ý sáng tác của chương trình bản thân con biết thế nào? Dạ, con viết theo cái ý nghĩa của mình, nhưng mà kèm theo đó là những cái thực tế, những cái trong học tập của con thực tế đi theo.